Anh kiểm tra cho em cái này trước em chỉ cần đeo trên tay thôi, đeo trên tay những cái đồng hồ này này thì cái cost của nó sẽ tự lúc nào nó cũng lên đến 40 giờ tích lũy, và cái vành đồng này nó rất là nhạy, chỉ cần đeo trên tay để nó tự nó lắc để nó tích lũy cost. Nhưng bây giờ sau khi bảo dưỡng xong thì nó vẫn vậy, và cái nó chỉ tích lũy khoảng 20 giờ thôi, cái watch để trên tay hoạt động bình thường, làm bình thường. Và cái này nó có tiếng kêu sột soạt khi mình lắp cắt này, cái hành động này nó có tiếng kêu sột soạt và nó không nhạy thì nhanh nhạy nhỉ. Còn cái mới mới của em này nó rất là nhạy, cái lắc nhẹ cái là nó nhạy, nó lắc cái vành vành bánh đà này nó lắc rất 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 nhạy.